Thôi áp lực quá, áp lực vô thành phố áp lực quá. Thôi ba về, chị Sư ở lại chơi với gia đình tụi nó, tôi về chị Sư. Anh xuôi đi mô rửa, tôi về quê Quảng Nam của tôi để tôi sống cuộc sống rau giường nuôi bò nuôi vịt, chứ ở với lùa người tụi nó cua mình không ra gì.